Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà sử dụng cái tính năng filter để chúng ta tìm những giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hoặc là top 10 hoặc là những cái dữ kiện giá trị theo điều kiện mà chúng ta mong muốn để tìm cái dữ liệu một cách nhanh và chính xác nhất. Chúng ta đưa con trỏ chuột vào cái vùng mà chúng ta muốn lọc, chọn data, chọn filter. Như vậy là tính năng lọc dữ liệu đã xuất hiện. Chúng ta lích chọn thì có thể sắp xếp dữ liệu từ nhỏ cho đến lớn, SC sẽ trả về giá trị nhỏ nhất và lớn nhất. Tương tự như vậy, chúng ta có thể sắp xếp dữ liệu từ lớn cho đến nhỏ. Câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta có thể tìm top 10 hoặc là top 20 trong cái doanh số này. Chúng ta lựa chọn bộ lọc, chọn number filter, chúng ta chọn top. Thì ở đây SC cho phép chúng ta là tùy biến cái giá trị top mà chúng ta chọn. Trong trường hợp này mình chọn top 15 chẳng hạn, thì SC sẽ lấy ra chúng ta giá trị 15. Đây, chúng ta sẽ thấy là count 15 cái giá trị lớn nhất. Tương tự như vậy, chúng ta có thể là sử dụng top 10 cho nó. Top 10. Các bạn có thể tùy chỉnh cái giá trị top mà chúng ta muốn tìm kiếm. Ngoài ra thì Excel cho phép chúng ta lọc một số dạng dữ liệu theo điều kiện trong cái tính năng là number filter này. Ví dụ như là mình lấy cái giá trị là lớn hơn 150, chúng ta sẽ chọn là greater than, điền cái giá trị mà chúng ta mong muốn là lớn hơn 150. Vậy thì Excel sẽ trả về cho giá trị chúng ta là từ 151 cho đến 478. Nếu mà chúng ta lại muốn lấy giá trị bằng 150 luôn thì sao? Có thể chúng ta sẽ sử dụng tính năng này, filter, number filter, và chọn lớn hơn hoặc bằng. Đây, chúng ta điền cũng là 150. Như vậy thì lúc này giá trị là có thêm một cái trường là 150, là chúng ta sẽ được là 22 cột, thì 22 giá trị thay vì là lúc đầu là chỉ có 21. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tìm theo number filter, tìm theo giá trị là nhỏ hơn. Ở đây chúng ta có thể điền giá trị ví dụ như là nhỏ hơn 200 chẳng hạn. Thì Excel chỉ lấy ra cho giá trị của chúng ta là dưới 200 cho đến hết. Hoặc là chúng ta có thể lấy giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 200. Chúng ta điền 200 vào đây. Thì trong trường hợp này Excel không, trong cái bảng giá trị chúng ta không có cái giá trị nào nhỏ hơn hoặc bằng 200, nên là cái không có cái trường 200 ở trong này, vẫn không thay đổi. Ngoài ra là bây giờ chúng ta mong muốn rằng là chọn ra những cái giá trị lớn hơn 170 và nhỏ hơn 320, chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta chọn bộ lọc, chọn number filter, chọn between là chúng ta sẽ chọn khoảng giữa. Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn lớn hơn 174 và nhỏ hơn là 320.000. 320.000. Rồi. Như vậy là Excel sẽ cho chúng ta những cái giá trị là nằm trong cái khoảng là 174 nè cho đến là nhỏ hơn 320.000 tới 304 là hết. Ta có là 16 giá trị. Như vậy là với những cái tính năng là sắp xếp theo giá trị lớn nhất, sắp xếp theo giá trị nhỏ nhất, sắp xếp theo top, sắp xếp theo giá trị nằm trong khoảng giữa. Như vậy là cho phép chúng ta là lọc dữ liệu một cách chính xác và nhanh nhất theo cái mục tiêu mà mình mong muốn. Thì tính năng này được sử dụng rất là nhiều trong Excel, bởi vì cơ bản là Excel xử lý dữ liệu dựa trên những cái số và giá trị, nên cái việc mà sử dụng bộ lọc sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Hy vọng rằng là tính năng này sẽ giúp cho các bạn thao tác dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.